Rồi video này chào các bác nha. Video này mình thông báo như này này. Có chiếc MT4 Mitsubishi nha, MT4201D. Đời cao nghe các bác nha. Thì video này em thông báo cho các bác là có chiếc Mitsubishi MT4201 này đang muốn bán nha các bác nha. Thì để em quay cho các bác coi, giọng em mấy hôm nay em nói chuyện nó khan hết cả cổ rồi, các bác thông cảm. Đó, thì đây qua hình thức của cái máy các bác có thể tự đánh giá, chứ còn em thì em không đánh giá nữa. Mọi thứ còn đẹp luôn nha các bác nha, xe hai cầu nha. $4,201 nha các bác nha. Em nói có chiếc 4,201 này đang muốn bán. Có trợ lực tay lái luôn nha các bác. Thì video này em muốn nói vậy để các bác biết là có chiếc Mitsubishi 4201 MT4201 đang muốn bán. Thì đây, các bác coi trong video của em đây. Thì chắc em báo giá cho các bác luôn. Máy còn đẹp lắm nha các bác nha. Còn nguyên bản từ Nhật mang về luôn. Bọn em mới rửa cho nó sạch sẽ thôi. Bọn em rửa ra cho nó sạch sẽ nha các bác nha. Giọng em mấy hôm nay nó khan, các bác coi thì thông cảm với em nha. Qua hình thức của cái máy thì các bác thấy rồi đó. Mọi thứ còn rất là đẹp nha các bác nha. Thì em thông báo có chiếc này bán. Thì các bác nhanh tay thì liên lạc với em qua số điện thoại em để trong phần tiêu đề á, cho nó nhanh. Thì đây, gầm của nó ngay các bác nha. Em chia sẻ cho các bác coi hết bộ toàn bộ nó luôn. Thì qua hình thức của cái máy thì các bác coi lốp của nó còn rất là đẹp nha các bác. Lốp còn đẹp, mâm đẹp lắm nha các bác nha. Nghe của em nói nhiều nên giờ giọng em nó khan hết cả cổ rồi. Thì em muốn nói như này, đời này là cơ nghe các bác nha. Ben của nó ben cơ và nó xài ấy luôn. Côn của nó côn 2 tầng. Côn 2 tầng nha các bác. Thì em thông báo vậy để các bác biết, nhanh tay thì mua cái xe này của em. Đùi nó rất là chắc nha các bác nha. Chiếc Mitsubishi MT4201. Lốp còn đẹp luôn nha các bác nha. Thì chúc em test máy này lên cho các bác coi. Em không không rành đề về dòng này lắm, em cũng ít bán nữa thôi. $4,201 nha các bác nha. Dòng này hình như có turbo luôn này. Dòng này có turbo luôn các bác. Dòng này có turbo luôn nha các bác nha. Có một cái turbo nằm ngay đây này. Dòng này có turbo luôn á. Siêu mạnh. Thì em nói vậy để các bác, bác là nhanh tay thì liên lạc với em qua số điện thoại của em á. Em để trên phần tiêu đề á cho nhanh. Có turbo luôn nha các bác. Thì bao các bác đầy đủ như thế này luôn á. Thì cái giá em đưa ra là chưa bao giờ sới nha các bác nha. Xe còn đẹp lắm. Xe này bao các bác chưa bung, chưa gì cả. Còn đẹp luôn nha các bác nha. Thì em muốn nói vậy để các bác nhanh tay thì liên lạc với em qua số điện thoại của em trên phần tiêu đề á. Thì bác nào nhanh được bác đó liên lạc với em nhanh qua số điện thoại của em thì em bán luôn cho. Cho nhanh. Thì để rồi em quay qua một vòng nữa cho các bác coi luôn. Cái két nước của nó đây. Két nước là nước thôi nha, nhưng mà còn đẹp. Két còn tuyệt vời luôn. Đây, cánh quạt tản gió nó chưa bị xếp cánh nha các bác nha. Em thông báo vậy để các bác biết là có chiếc này đang muốn bán. Xe bãi về nha các bác nha. Em thông báo vậy luôn cho các bác biết ở em bán toàn xe bãi không. Chứ em bữa nay em bán ít xe dân lắm. Bô biết còn đẹp luôn nha. Dòng này xài turbo nha các bác nha. Nên là máy rất là mạnh, rất là ok. Có trợ lực tay lái, đồ đầy đủ hết. Mọi thứ bài bản luôn. Thì cái giá em đưa ra là bao mỗi cái đầu thôi. Thì cái xe này 85 triệu nha các bác.
không mặc cả được đâu. Chủ cửa hàng kêu ra giá đó rồi. Thì các bác nhanh tay thì mua chiếc này ra em bán luôn cho. Em bán nhanh lắm. Em bán xe em rất là nhanh. Thì đây các bác coi cái quay hình thức của cái đùi điếc rồi, nó cũng còn rất là đẹp nha. Chứ không phải là gì, xe bãi về ngay các bác nha. Em bán xe bãi đây các bác coi, mình mong một bãi đây luôn này. Thì video em muốn nói vậy ạ. Cho các bác nhanh tay thì các bác chuyển tiền vào tài khoản em bán luôn cho chiếc này cho nhanh. Em bán hàng nhanh lắm nên các bác cứ cố gắng đăng ký kênh em để được coi những video mới nhất về tất cả các cái loại xe luôn nha các bác. Cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha. Chiếc Mitsubishi mà 4201 mà có 85 triệu cái đầu thì các bác biết rồi, rất là rẻ. Còn đẹp lắm nha các bác nha. Dòng này chạy ok lắm nha các bác nha. Những người mà chạy Mitsubishi Mate này đều thích cái dòng này hết nha các bác. Thì em thông báo vậy để các bác biết để mà mua cái xe này thôi. Dynamo đồ lung tung mọi thứ, bơm ben bơm biết là còn đầy đủ hết. Nó đây nó hai bơm luôn mà không biết là nó như thế nào đây, thì các bác xài quen rồi các bác biết hình như một bơm này là bơm trợ lực tay lái rồi, hình như là vậy. Còn bơm này bơm ben thì mình đoán thế thôi chứ mình cũng không rành về dòng này. Thì em thông báo vậy để các bác biết xe này trợ lực đồ đầy đủ hết nha các bác nha. Côn 2 tầng. Côn 2 tầng để mà cuốn rơm cuốn đồ thì bài luôn. Có nhiều bác đang kiếm những xe côn 2 tầng này để mà làm. Thì các bác mua thì bao các bác đầy đủ hết á, không thiếu gì cả. Chứ không phải là gì. Thì cái đầu như nào thì em giao như vậy. Thì các bác nhanh tay thì liên lạc với em, có số điện thoại của em á, để em bán cho cái xe này. Xe này còn đẹp lắm nghe các bác nha, còn đẹp lắm. Các bác coi những cái này nó vẫn còn 7 màu luôn, yên rin luôn. Yên rin luôn nghe các bác nha. Thì để rồi em test cái máy này lên cho các bác nghe cái tiếng nổ của nó. Em thì không rành về dòng này nên các bác ví dụ em có ấy thì các bác thông cảm. Rất dễ nổ nghe các bác, không cần phải sửa xiết gì hết, một phát là nổ luôn. Thì em muốn nói vậy, các bác nào nhanh tay thì được bác đó. Alo em rồi em bán cho cái xe này. Qua video này thì lâu nay các bác ủng hộ em thì em cũng cảm ơn các bác lâu nay đã coi video của em. Thì các bác thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh em để được coi những video mới nhất về các loại xe nghe các bác nha. Thì để em đứt ra lên cho các bác nghe. Còn êm lắm nghe các bác, còn tuyệt đỉnh luôn. Thì em thông báo vậy để bác nhanh tay được bác đó, liên lạc với em qua số điện thoại của em ấy. Thì để em test luôn mấy cái ấy của nó, cái bơm ben của nó. Để em test bơm ben với số bừa luôn nghe các bác nha. À số bừa đây luôn rồi, số bừa đó luôn rồi. Để em test bơm ben cho các bạn coi. Do em một tay em làm video nó rất là khó các bạn, nên các bạn thông cảm biết mọi cái nó hoạt động bình thường. Cái xe này to quá nên em làm video nó rất là khó. Đây để em test lên cho các bạn coi. Đó. Em làm video này nó một mình nên nó khó lắm nha các bác, nên các bác thông cảm. Thì video này em thông báo vậy á, có chiếc này đang muốn bán với giá khoảng 85 triệu hết mặc cả rồi nha các bác nha. Bốc tại đây luôn á. Thì em bao các bác ship các nơi, nhưng mà tiền ship các bác phải chịu.
Thì video này em muốn nói vậy á, bác nào nhanh được bác đó thì liên lạc với em rồi em bán các cái xe này. Thì để em coi xin rồi cho nó. Nhìn nó lạ quá à, em không cần. À đây, xe đuôi em đây các bác đi. Đó là hết số. Hôm nay là đang có số. Đây, đây cũng là một số. Thôi được rồi, video này cũng khá dài rồi. Thì mình xin phép dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã lâu nay đã ủng hộ em và coi video của em. Rồi em tắt cái máy đi. Rồi lâu nay thì các bác coi video của em thì em xin chân thành cảm ơn các bác. Lâu nay đã coi video của em, thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh em để được coi những video mới nhất về các loại xe hàng bãi nha các bác nha. Thì được thì em bán cho nhanh thôi, không lâu đâu, em đang lên bán nhanh lắm. Tuần nay mà em bán gần chục chiếc rồi. Rồi cảm ơn các bác nha.